Tai biến mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ là bệnh lý có tỷ lệ tử vong lên đến 50%. 90% số người sống sót sau đột quỵ phải sống chung với các di chứng về thần kinh và vận động. Những di chứng nặng nề không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh mà còn tác động đến gia đình và người thân của bệnh nhân. Ông là đêm là nằm ngủ là khi 11 rưỡi này, ông ván này bay, ông đang mệt mệt trong người á, là vô đi nằm, nằm từ tí sáng này chủ ông mửa cho luôn mửa cho trang hoàng rồi, là từ khi này là hoàng này biến chủ với con trai lên để đưa ông đi viện, chứ là mới hay rồi thôi, đi chuyện bệnh viện Ba Lan. Là cùng điều trị trên khóa đột quỵ này là 15 ngày thì họ cho xuống khóa hồi phục chức năng 7 ngày nữa, là 22 ngày là họ cho ra viện. Ra viện thì ông liệt hẳn nửa người luôn, mà lại trong lúc này nội nắng nọ chuẩn nữa. Hai mẹ con nó cứ phi bông ông đi tiểu tiền đi phục vụ ông nữa, rồi là xuống đấy được phục hồi được tuần là ông tỉnh táo, mà tái chính là ông bưng được cơm đi ăn. Nào, rồi ông từ rửa mặt được, từ đi tiểu đi tiền được, từ tắm rửa được. Về tuần đầu tiên mà về ông mới đi được, mà về ai ông cứ này là không ngờ mà ông đi được rửa. Không ngờ thật. Mà rằng mà ông khỏe máu rồi mà ông đi được, mà dậy mà quẹt dọn được như thơ như từ rửa. Về ai ông ngạc nhiên. Đang cảm ơn bác sĩ trong cái khóa phục hồi chức năng đi thật, giúp cho ông bà được, là ông bà cảm ơn mình nhiệt tình, vui vẻ, hòa nhã, hay mà có một cái phàn nàn gì. Trường hợp của ông Hoàng Xuân Thụ là một trong số rất nhiều kỳ tích ở Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, nơi mỗi năm tiếp nhận điều trị cho gần 10.000 lượt bệnh nhân trong và ngoài tỉnh cần phục hồi chức năng về thần kinh hoặc vận động, như phục hồi sau tai biến, chấn thương sọ não, bại não, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, khuyết tật về tay chân. Bác sĩ Thái Thị Xuân, giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh viện hướng đến mô hình bệnh viện khách sạn với mong muốn đem đến cho người bệnh một loại hình dịch vụ y tế mới, hiện đại, tiện nghi, thân thiện với mức chi phí thấp nhất. Quan điểm của bệnh viện là không chỉ phục hồi chức năng để trả lại cái cấu trúc giải phẫu cho người bệnh, mà quan trọng hơn là trả lại cái chức năng lao động, làm việc và chức năng sống cho người bệnh, để người bệnh có thể trở lại tái hòa nhập cộng đồng, không những từ nuôi sống bản thân, thậm chí người bệnh có thể trở thành những cái thành viên mà lao động chính trong gia đình. Bệnh viện chúng tôi có đầu tư về cái hệ thống cơ sở hạ tầng, đó là phòng bệnh tiện nghi đầy đủ, vệ sinh khép kín, điều hòa, tivi, là có tivi cáp, rồi là máy lạnh, nóng lạnh. Chúng tôi quan tâm rất nhiều đến cái tinh thần của người bệnh, bởi vì mỗi người bệnh khi đến bệnh viện là mang đầy những cái tinh thần gọi là bi quan, chán nản, cho nên chúng tôi quan tâm về cái giao tiếp, tiếp xúc, gọi là quy tắc ứng xử giao tiếp và 12 điều y đức, tạo cho người bệnh một cái tinh thần rất chỉ là thoải mái, tin tưởng, yên tâm điều trị. Hàng tuần thì chúng tôi tổ chức các cái buổi giao lưu văn nghệ quần chúng giữa người bệnh với nhân viên y tế, rồi các cái buổi chiếu phim về cách mạng cho người bệnh xem, rồi là tổ chức các cái buổi là cắt tóc, cạo râu miễn phí cho người bệnh và một số cái hoạt động từ thiện, rồi đưa người bệnh đi tắm biển, dạo bãi biển để người bệnh hưởng được cả cái không khí biển, có thể cũng có tác dụng chữa bệnh. Mỗi viên chức y tế của bệnh viện á, là đều xác định bệnh viện như là nhà của mình, và mỗi người bệnh đều là những người thân ruột thịt, và mỗi niềm vui khi người bệnh đỡ hay là khỏi thì chính là niềm vui lớn lao nhất của viên chức y tế. Cho nên từ đó đã tạo nên một cái không khí tất cả hướng tới sự hài lòng người bệnh, để xây dựng một bệnh viện là nơi gửi gắm niềm tin của tất cả người dân có nhu cầu khám chữa bệnh và phục hồi chức năng.